ai? Đừng, 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 đừng mà, đừng. Quen quá, nghe giọng quen quá. Nghĩa, Nghĩa. Thằng Nghĩa ơi, Nghĩa, bình tĩnh Nghĩa ơi. Chuyện gì, chuyện gì? Cầm cái gì? Chọn cái... Đừng, 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 đừng. Con bây giờ nhớ nhớp lắm rồi. Tại sao trình tiết của con 40 năm nay con gìn giữ, bây giờ bị bà mập bé mận mà cướp rồi? Bé mận? Bé mận hả? Nghĩ chưa, tôi nghĩ đâu có đó mà. Má ơi, ai? Trời ơi, tại sao lại như vậy? Trời ơi, tại sao lại? Tại sao cái hoàn cảnh nó xảy ra cho tôi? Hiện đâu còn có đó mà, sao anh? Nghe, 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 nghe. Nhìn nhìn chú Hùng nè. Bình tĩnh con. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Lui vô, tránh khỏi lan can 5 mét con. Lui vô, lui vô. Đi vô đi. Lui vô, đi vô đi anh. Vô 5 mét là tới nhà cổng rồi. Rồi, rồi, dịnh, 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 dịnh chắc nha. Mày chạy chảnh, mày. Khỏi, 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 khỏi. Cô Bảy đỡ phụ con đi, con chạy xuống đỡ. Khỏi đi chú Hùng ơi. Chú Hùng ơi. Chú Hùng ơi. Chú Hùng, con có một cái chuyện này. Con xin chú Hùng hãy tha thứ cho con. Nghe 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 nghe, bình tĩnh con. Bình tĩnh, có cái chuyện gì con không phóng như vậy. Gần quá. Xíu. Không được, không được. Nhắm nhắm sát vô, sát vô, sát. Nhớ. Ê rủ nó không sao. Ê nghe 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 nghe. Bình tĩnh, bình tĩnh nha con. Con phóng lọt chính giữa nè nghe con. Căng ra. Căng ra. Cô chú ơi, con có nhảy đâu, đừng có lo. Nó đâu có nhảy đâu, mình làm chi quá vậy? Không có nhảy. Vậy thì con bình tĩnh ơi. Con bình tĩnh nha. Trong cái lúc mà con massage đấm bóp, trong cái lúc mà tụi con tâm sự với nhau, thì bà có xin số điện thoại của con. Nhưng con lỡ, con cho số điện thoại của chú Hải Hùng rồi. Trời. Nếu như mà bà có gọi, xin chú nghe máy giùm con. Con cảm ơn chú nhiều. Thôi đi về nhà mày đi. Cẩn thận, từ từ. Ê, rung bà nè, rung rồi. Hả? Rung rồi. Không lẽ gọi lẹ vậy? Chắc vợ tao gọi thôi. Sao? Dạ. Tao mua vàng, tao có lưu số bả. Ai? Bé mận hả? Nghĩa con. Ơi Nghĩa, bả gọi. Không có. Bả gọi. Nghĩa đi. Có gì đâu mà tụi bay làm quá vậy, bả gọi ra mà. Thôi. Xong Nghĩa. Bà nghe đi. Tôi là đàn bà mà. Mày hợp hơn ba nè con. Vợ con là con gái của bà. Ha. Alo, tôi Hải Hùng nghe đây là chị bé mận. Hả? Tới đầu ngõ, sống bến đò rồi hả? Người đời vô tình dẫm nát thân em, người đời vô tình giày xéo lên em, người đời vô tình giết chết đời em. Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người, ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi. Cái ý tôi vậy á là bà con trong xóm mình có đồng ý không? Không. Ông nghĩ sao vậy ông Hải Hùng? Cái xóm mình từ hồi đó đến giờ hả là chủ trương là đem rác ra tận cái chỗ hả ngoài đường chính ngoại á, bỏ. Đâu có ai mở không nhưng bỏ 50 ngàn, đúng không? Ta nói cái thông lệ là mỗi nhà tự động đem ra ngoài đường lớn có cái thùng rác chung bỏ là đúng rồi. Tự nhiên mắc gì phải bỏ tiền ra để cho người ta lết vô cái nhà mình tự gom rác bộ mình què hết rồi hả? Không có tay cái chân sao phải làm chuyện mới vậy? Nè, tôi thấy tiền kỳ đó. Tự nhiên nè, trời đất ơi, bộ đây bại liệt hay sao mà không xách rác ra ngoài đường được? Đúng rồi, tự nhiên người giờ thuê người ta phải tốn tiền rồi đem ra ngoài đường là sao? Tôi thấy là chú Hùng nói đúng nhất luôn á. Có người theo tôi. Bây giờ mọi người nè, nghe con nói nè, nghe Nghĩa nói nè, là bây giờ ha, nhà của con ở là cuối mé sông á, đúng thấy không, mà cái chỗ rác thì nó xa. Thì bây giờ mình đem rác ra ngoài, mình bỏ 50 ngàn ra cho người ta đổ cho nó tiện chứ có đâu. 50 ngàn thôi mà tiếc chi vậy? Ôi trời, nhà Nghĩa giàu quá, Nghĩa chấp nhận bỏ cái 50 ngàn thì Nghĩa bỏ đi. Trời ơi, ở đây hả, chị em của chúng tôi hả,
luôn có chủ trương tự động đem rác ra ngoài bỏ. Ngoài con một cái xóm rất đồng lòng, có nghĩa là đã quyết định rồi đúng không? Ừ. Như vậy bắt đầu từ bây giờ là mọi người chịu trách nhiệm với những cái mớ rác của các người nha, không có liện bừa bãi nha. Nhất là cái quán cơm này là rác nhiều nhất nè. Nha chị Xui. Trời nha. Đất ơi, tôi đó. Biết mà bây giờ dòm rác ai là biết của nhà nào liền à. Quán cà phê này nè. Cam giác chanh giác nè. Sát cà phê nè. Tự mà dục nha. Từ hồi nào giờ vậy rồi? Rồi cái tiệm mai, tiệm điện sao? Điện làm gì giả con đó? Giả dụng đó, giả dụng rồi sao? Giả dụng thì người ta... Sao? Sao? Bà... Tự đem bỏ luôn. Bà chống đấu được ha. Bà là người chống đấu tôi nhiều nhất luôn. Rồi, cảm ơn Nghĩa đã hiểu lòng của Hải Hùng. Dạ. Rồi, quyết định vậy đi nha. Lũ đạn thiệt chứ. Vậy đi, cho khỏe. Bắt gì tốn 50 ngàn. Trời ơi, bán biết bao nhiêu mới được lời 50 ngàn. Đúng rồi, vậy? Bán biết bao nhiêu lời được 50 ngàn. Làm dĩa cơm cho em đi, đói quá hôm nay không có nấu cơm nhà. Trời đất ơi. Gì vậy? Đây nè, cái bịch rác này nè. Cái gì vậy? Dục ở sau nhà tôi phải không? Ủa, bịch rác là của ai? Ai mà biết? Tôi đây chị, tôi đây đường tờ như biết duy nhất hả? Hả? Chị tới đầu ngõ rồi hả? Rồi, lại giữ gì? Đâu, đâu có bị đi. Rồi, chờ đi. Chạy nhà trốn nha. Rồi. Mình trốn đi. Dạ, dạ, mình rồi, nghe nè nha. Nghe. Nó tên, bả tên gì ạ? Mận. Bé Mận. Bé Mận.